tập 5. Tỷ tỷ, cũng lâu vậy rồi Mạnh công tử vẫn chưa viết thư đến. Quỳnh ấy có ý gì vậy? Hai hôm trước Mạnh công tử có nhờ người mang thư đến, nói hiện nhà đã phá sản, cha Quỳnh ấy không thể bỏ tiền để chuộc tỷ được. Tỷ nghĩ có thể Quỳnh ấy vì ngại chuyện này cho nên không dám đến. Tỷ đã nhờ người đưa thư cho Quỳnh ấy, nói là mong Quỳnh ấy đừng để tâm chuyện này. Thêm 2 năm nữa tỷ cũng có thể kiếm tiền để chuộc mình mà. Tỷ tỷ, tỷ thực sự là người hết lòng yêu Mạnh công tử, tỷ đối tốt với Quỳnh ấy quá chừng. Khấu khấu, điều tỷ đang theo đuổi chẳng phải là tấm chân tình sao? Mạnh công tử không có tiền, tỷ cũng không thể kiếm tiền nuôi Quỳnh ấy. Tỷ tỷ, nhưng khấu khấu cảm thấy tình cảm của Mạnh công tử đối với tỷ vẫn còn thua xa tình cảm của tỷ nữa đó. Khấu khấu, đừng có nói bậy mà. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, Hồng công tử lại đến thăm con nè, mau đứng dậy tiếp đón đi, nhanh lên. À, ngồi 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 nè, lại đây. Đổng tiểu thư, ta đã cho cô thời gian 10 ngày rồi, giờ cũng đã 7 ngày trôi qua rồi. Trong 7 ngày thì ngày nào ta cũng tới đây để nghe hát, vậy mà cô vẫn không thèm nở nụ cười với ta. Cả châu báu ta cũng đem đến cho cô rồi, cô cũng không chịu luôn. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì cái vậy chứ? Đúng là tức chết đi được mà. Tiểu Quyển không muốn cái gì hết, Tiểu Quyển chỉ mong được ở trong Di Thanh Diện ca múa mà thôi. Ê, ca múa ca múa, ta biết là cô rất thích ca múa, nhưng mà giờ cô cũng đã là người của Hồng Kỳ ta rồi, sao có thể đi ca múa cho người khác được chứ? Vậy thì ta sẽ đau lòng lắm đó. Hồng công tử xin tự trọng, Tiểu Quyển không phải là người của Hồng công tử, và mãi mãi cũng không thể nào đâu. Ê, trời ơi, Hồng công tử, xin bớt giận, xin bớt giận. Nè, đừng có chấp nhất với vị đại tiểu thư này, tính của Quyển Quyển là vậy đó. Cảnh sắc ở Giang Nam đúng là khác hoàn toàn với kinh thành chúng ta. Hôm nay thiếu gia ta phải dạo một vòng mới được. Hả? Có đúng không Tiểu Cường tử? Dạ phải, đúng vậy. Tiểu huynh đệ, cân của cậu có vấn đề rồi, cậu cân lại thử đi. Ờ, không đâu, sao lại như vậy được chứ? Cân của tôi trước giờ chưa cân thiếu quay hết á, không thể nào có vấn đề. Có phải tỷ lộn rồi không? Hôm nay cậu cân sai thiệt rồi mà. Đại tỷ à, tỷ đừng nóng nóng, để tôi cân lại cho tỷ nha, để xem rốt cuộc có cân lộn không. Đại tỷ, tôi sai rồi, rõ ràng là 6 cân, cân dư 1 cân rồi. Cậu cũng thấy đó, cậu tưởng tôi giỡn với cậu sao? Ngày nào tôi cũng mua thịt ở đây, bình thường thì tôi chỉ mua có 5 cân thôi. Hôm nay mua thịt xong tôi mang về nhà, cứ thấy nó nặng hơn bình thường, cho nên mới phải kiếm cậu để cân lại nữa. Nè, đây là tiền bù cho cậu đây nè. Bỏ đi đại tỷ à, còn dư ra coi như tôi tặng tỷ đó. Thiếu thì tỷ cứ tới kiếm tôi, số tiền này không cần đâu, bỏ đi. Trời ơi, như vậy sao được, mua bán công bằng, đâu thể để ông chủ chịu thiệt thòi được. Nè ta đại tỷ ha, đi đường cẩn thận nha. Được, tôi về nha. Đi cẩn thận nha. Đại tỷ nhớ ghé nha. Được rồi. Hồng công tử ta thật sự là thật lòng thích cô, thật sự muốn cưới cô làm thiếp rước về phủ của mình. Cô xem bổn công tử ở Di Thanh Viện này đã bỏ ra rất nhiều tiền của, là vì ai chứ? Cũng chỉ vì muốn ủng hộ cho cô mà thôi. Còn cô thì hay rồi, còn nói ta là mặt dày nữa chứ. Hồng công tử, Tiểu Quyển chưa từng nói Hồng công tử mặt dày. Khả năng ca múa của Tiểu Quyển cũng không cần Hồng công tử phải tốn nhiều tiền để xem. Tiểu Quyển chỉ mong công tử có thể tỏ ra tôn trọng, đừng làm khó Tiểu Quyển nữa. Người đúng là mặt dày, ở Di Thanh Viện này chưa từng thấy ai ngang bướng mặt dày như ngươi đó. Cái con nhà đầu này, có tin ta xé nát Hồng ra không? Kỳ, mau buông khấu khấu ra. Đừng. Thả khấu khấu ra đi. Tiểu Quyển chưa từng coi khấu khấu là tỳ nữ, khấu khấu là muội muội của Tiểu Quyển. Nếu ngươi dám làm tổn hại khấu khấu, Tiểu Quyển sẽ liều mạng với ngươi. Hồng công tử à, buông khấu khấu ra đi. Tiểu Quyển với khấu khấu từ nhỏ đã coi nhau như tỷ muội rồi, Tiểu Quyển nói được là làm được đó. Thả người ra đi. Dạ. Tỷ tỷ, muội không sao chứ? Thiếu gia. Tôi xin được mời thiếu gia mọi người nâng ly. Nhị thúc. Nào. Mời. Đây. Nè. Dạo hết nửa ngày trời, ta coi như đã nhìn thấy được. Ở thành Giang Ninh, ngành nghề đều hưng thịnh, trật tự rất tốt, bá tánh an cư lạc nghiệp, đúng thật là một cảnh tượng giàu sang an hòa, tốt, không thua kém gì kinh thành. Cũng nhờ có phúc đức của hoàng thượng
hiểu được lòng dân mới có thể có được cảnh tượng này. Ê, những gì ông nói toàn là lời xu nịnh thôi. Hả? Sao có thể là nhờ ơn của hoàng thượng được chứ? Hắn đang ở kinh thành thì liên quan gì tới hắn đi? Ôi trời ơi, đại thiếu gia nói năng nên cẩn thận. Ngài nói như vậy là đang bất kính rồi. Nếu như bị nha môn bắt đi thì sẽ phải chịu đánh đòn no luôn á. Đánh? Ừ. Ồ, đúng đúng đúng, lời của bọn thiếu gia đáng đánh. Đáng đánh. Ừ. Những lời đó không chỉ đáng đánh, nếu để tiểu cường tử nghe thấy có người nói như vậy đã chém hắn rồi. Thôi. Ừ. Tiểu cường tử người ác lắm. Giờ có muốn là đi theo ta hay là muốn liều mạng với ta bằng cây kéo đó đây? Tiểu Quyển sẽ không theo công tử về đâu. Tiểu Quyển cũng đánh không lại bọn nô tài của công tử. Nhưng mà cây kéo này, Tiểu Quyển đã tẩm thuốc độc rồi. Nếu như công tử ép tôi, e là cái giành được chỉ là một cái xác. Cô Đồng Tiểu Quyển, cô còn dám chuẩn bị cho ta cây kéo độc nữa hả? Tiểu Quyển không phải chuẩn bị cho Hồng công tử đâu. Tiểu Quyển chuẩn bị cho những người chuyên môn bắt nạt Tiểu Quyển và muốn ham lợi từ Tiểu Quyển thôi. Nhưng mà cây kéo này, trước khi gặp công tử, vẫn chưa từng sử dụng lần nào. Tiểu Quyển chỉ muốn công tử hiểu rằng Tiểu Quyển không có quan hệ gì với công tử. Mong công tử đừng có theo bám nữa. Không có quan hệ. Thêm hai ngày nữa, ta sẽ mua lại cái Di Thanh Viện này, rồi mua cô về luôn. Cô sẽ là người của ta rồi. Tiền mà Tiểu Quyển thiếu Ngô Mama, Tiểu Quyển nhất định sẽ trả không thiếu đồng nào. Nếu Hồng công tử cứ tiếp tục ngang ngược và đeo bám không thôi, thì Tiểu Quyển đành phải đến nha môn kêu oan. Đến nha môn kêu oan hả? Bộ cô không biết là cha của ta chính là quan phủ trong nha môn hay sao? Hả? Tiểu Quyển, cô đến nha môn kêu oan là cô uống nhầm thuốc rồi đó. Hồng công tử, nếu cha công tử không giải quyết được chuyện này thì Tiểu Quyển sẽ đến phủ tổng đốc để kêu oan. Đổng Tiểu Quyển, cô đừng có mà kêu căng. Ta thấy cô là người có tài, cô thanh cao nên kiêu ngạo, nhưng mà Hồng gia có thể làm cô trở nên khốn khó khổ sở. Từ lúc đó, ta sẽ để cô đến quỳ lại cầu xin ta, đòi đi theo Hồng gia ta đó. Đi thôi. Đại thiếu gia, tiểu cường tử lúc còn ở trong kinh thành đã nghe kể giang nam rất thú vị, nhưng đúng y như câu tục ngữ năm xưa, trăm nghe không bằng trăm thấy. Tới đây rồi mới thấy giang nam đúng là không thể chế vào đâu được. Câu đó phải nói là trăm nghe không bằng một thấy. Cách nhỉ? À không, tiểu cường tử, ta thấy ngươi nói thành ngữ tục ngữ văn thơ đều sai, đã nói không đúng mà ngươi cứ thích dùng, hơn nữa còn thích nhất là dùng thành ngữ bốn chữ nữa. Ngươi nói coi tại sao vậy? Bẩm thiếu gia, tiểu cường tử rất là thích dùng thành ngữ, nhất là những thành ngữ có bốn chữ. Tại vì tiểu cường tử cảm thấy những câu đó là kiểu sông thất lục bát đó, lúc nào cũng có dần có luật hết. Sông thất lục bát. Giờ thì thành ngữ bị ngươi chà đạp thật rồi. Nhưng mà lúc nãy ngươi nói có dần có luật thì nói đúng rồi đó, đáng khen. Nè ba đã, hoàng thiếu gia cũng nói là đáng khen rồi mà, sao ngươi còn phun cả nước nữa? Cường ca, nhịn không được. Ngươi không dám nữa, không dám nữa. Ăn cơm, ăn cơm. Thôi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cường ca. Không phải, thiếu gia, không dám, không dám. Đại thiếu gia, ăn xong á, người có dự tính gì nữa? Đã nói là ở giang nam phong cảnh đẹp, tình người lại tốt, đương nhiên phải đi dạo để coi thử. Tổng đại chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn xin ý kiến đại chủ. Là chuyện gì vậy? Mùi mùi khâu khấu của thuộc hạ là tỳ nữ của danh kỹ Đổng Tiểu Quyển ở Di Thanh Viện. À, cái này thì ta biết. Cô Đổng Tiểu Quyển không những là danh ca kỹ nữ của Di Thanh Viện mà còn là đệ nhất giai nhân Nam Khúc và là một trong tám người đẹp nhất giang nam. Nếu không phải bổn đại chủ từng thề với trời rằng chỉ vì đại nghiệp phản thanh phục minh, thì ta cũng muốn nghe thử tiếng hát tuyệt diệu của cô ấy. Sao vậy? Mùi mùi cậu có chuyện gì à? À,
Mụ mụ tôi không sao, là Đổng Tiểu Quyển gặp phải khó khăn thôi. Tên khốn Hồng Kỳ con trai của tri phủ Giang Ninh gần đây cứ bám riết lấy Đổng Tiểu Quyển, làm cho Đổng Tiểu Quyển cảm thấy phiền phức. Mụ mụ cũng bị đầy đọa theo. Cậu muốn dẫn theo vài người xử lý tên Hồng Kỳ đó à? À, tôi hạ chỉ muốn giúp mụ mụ. Tôi chỉ còn có mụ mụ Khấu Khấu này mà thôi. Khấu Khấu có tình cảm thân thiết với Đổng Tiểu Quyển. Dạo này tôi gặp mùi ấy, mùi ấy đều nói với tôi về tên Hồng Kỳ đó xuất sự và đang ghét tới cỡ nào. À, đương nhiên Khấu Khấu không hề biết rằng tôi là người của Thiên Địa Hội. Mùi ấy chỉ biết đại ca mình buôn bán làm ăn mà thôi. Tống Thuyền à, cậu không được lo chuyện này. Bổn đà chủ cũng không cho phép cậu dẫn theo người xử lý tên Hồng Kỳ. Việc này sẽ rắc rối đó. À, à, đi thôi, đi thôi. Có chuyện, đi coi thử đi. Ở bên đó hình như có chuyện gì rồi. Mau lên. Thấy coi thử coi sao. Hồi lại đến giống cây quan gì tới. Ai vậy? Chữ gì đó, không biết có chuyện gì nữa. Chắc là bị ức chế cái gì. Là bị phụ tình khổ không chẳng. Lại đánh trống kêu quan vậy? Đại nhân, dân nữ là nữ ca ở Di Thanh Viện, Đổng Tiểu Quyển. Cũng chỉ là một danh ca kỹ nữ ca múa ở Lầu Xanh, vậy mà cũng dám đánh trống kêu quan sao? Đại nhân, từ thời xưa tới nay đã lập trống để kêu quan, tiếng trống vang lên quan phải xử án. Tiểu Quyển chưa từng nghe nói đánh trống cũng phải chia giai cấp thân phận. Đúng rồi, phải xử thôi. Thăng đường. Đổng Tiểu Quyển, cô kêu quan là muốn kiện ai đây? Dân nữ muốn kiện con trai của đại nhân Hồng Kỳ. Để coi xử sao đây. Ê, cô nhẹ tay chút coi. Cả một nửa của Đổng Tiểu Quyển cô cũng không bằng. Đấm nhẹ chút thôi. Nhẹ một chút. Thiếu gia, không hay rồi, không đừng có người đang đến kiện cậu đó. Ai vậy? Đổng Tiểu Quyển. Đổng Tiểu Quyển. Được rồi. Đi, cùng ta tới coi sao. Để coi xử sao. Đổng Tiểu Quyển, dù không người khác là sẽ bị phạt nặng lắm đó. Dân nữ không hề nói dối. Con trai của đại nhân Hồng Kỳ ngày nào cũng đến Di Thanh Viện sinh sự, làm cho Di Thanh Viện khó mà mở cửa làm ăn. Những gì Tiểu Quyển nói, các tỷ muội và nhạc sư trong Di Thanh Viện có thể làm chứng. Cô nói nó đi Di Thanh Viện. Nó đi Di Thanh Viện để làm cái gì? Ở mấy chỗ đó chắc chắn chỉ muốn lấy tiền của nó thôi. Con trai đại nhân Hồng Kỳ đã ép dân nữ làm tiểu thiếp. Dân nữ không chịu. Hắn bèn đem danh tiếng của đại nhân ra để hăm dọa. Nếu dân nữ không chịu, hắn sẽ làm cho khách không dám đến Di Thanh Viện thưởng thức. Mỗi ngày Hồng Kỳ còn dẫn theo một đám vô lại chặn ngay trước cửa. Nếu có người dám vào thì bọn họ dung tay đánh đập. Nếu đại nhân không tin, ba người đằng sau dân nữ có thể làm chứng cho dân nữ. Đại nhân, chúng tôi cũng chỉ tới xem ca múa, nhưng lại vô duyên vô cớ bị anh đánh như vậy. Mong đại nhân đòi lại công bằng cho tôi. Mong đại nhân đòi lại công bằng cho tôi. Mong đại nhân đòi lại công bằng cho tôi. Im lặng. Tránh ra. Dám tố cáo tàn. Người đâu? Dạ. Đưa cái tên nghiệp chướng này ra ngoài đi. Cô tưởng cô là ai hả? Cái đồ không biết điều. Ta đây muốn cưới cô là coi trọng cô rồi. Đổng Tiểu Quyển, mai mốt cô đừng học ca múa gì ở thành Giang Ninh này nữa nghe chưa? Cô cứ đợi mà coi đi. Đúng rồi. Ở chốn công đường mà lại ngông cuồng như vậy. Quá lộng hành, không ra thể thống gì. Im lặng đi. Đổng Tiểu Quyển, cô về trước đi đã. Bổn quan
Bãi đồn rồi kêu quan sẽ chắc sẽ xử mà đúng cũng chưa chắc đâu. Đúng rồi, con anh ta gan gì chị mà phải đòi lại công bằng, không dễ gì đòi lại công bằng đâu. Hàng mới. Dạ, đã tả khách qua. Thì ra cô ấy là Đổng Tiểu Uyển, rất có khí chứ. Thiếu gia, người biết cô nương này hả? Trong mới kinh thành đã từng nghe đến cô ta. Cô ta là đệ nhất giai nhân Nam Khúc. Chẳng trách cô ấy không những xinh đẹp mà giọng lại còn hay nữa. Ơ, thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Di Thanh Diện, Đổng Tiểu Uyển kiện Hồng Kỵ ra công đường, hắn sẽ không buông tha đâu. Đúng là hắn đang ở đây. Huynh. Khâu Khấu. Huynh về rồi hả? Huynh vừa mới về, lập tức tới đây thăm muội luôn đó. Nè huynh, vậy lần này huynh ở lại bao lâu? Đừng nói là vài ngày huynh lại đi nữa nha. Khâu Khấu, huynh vì để kiếm tiền ra ngoài chạy đơn hàng nên không thể chăm sóc cho muội được. Hay là gì, đại huynh kiếm đủ tiền rồi, có một chỗ ở ổn định sẽ dẫn mùi theo, có được không? Huynh, không sao. Tỷ tỷ đối xử rất tốt với mùi, như là tỷ mùi ruột thịt vậy. Mùi nghĩ mùi cứ theo tỷ ấy. Được, vậy cũng tốt. Mùi cứ đi theo Đổng tiểu thư đi. Ở bên Đổng tiểu thư, mình cũng yên tâm hơn. Khâu Khấu, mùi cứ ở lại với Đổng tiểu thư, huynh đi trước đây. Được rồi, huynh đi cẩn thận đó. Cô gái này đúng là tiên nữ giáng trần mà.
Trẫm chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp và có sức sống như vậy. Đại thiếu gia, có phải người cảm thấy ánh mắt lóe sáng không? Đâu chỉ là ánh mắt lóe sáng. Chính là do Hồng Kỳ ta quăng đó. Thì ra là cậu ta. Ai vậy? Hôm nay Đổng Tiểu Quyển múa gì mà chua chát, hát gì mà dở ghê à, đúng không? Múa gì mà múa? Trời ơi, hát gì mà hát hôi quá, không có chịu nổi luôn á. Hát gì mà hôi quá. Đại thiếu gia, có cần tôi đi dạy dỗ cái bọn khốn kiếp này hay không? Không, ta cũng muốn xem thử Đổng Tiểu Quyển này xử sự ra sao. À, Tiểu Quyển cô nương, vậy có hát tiếp không? Hát. Không thể để phụ các quan khách đến đây thưởng nhạc, nhạc sư nổi nhạc. Hay lắm, Tiểu Quyển cô nương này quả nhiên rất can đảm. Bị người ta phá rối mà không bị hoang mang, vẫn có thể tiếp tục hát, thật làm người ta khâm phục. À, đại thiếu gia, người trực tiếp gọi là Tiểu Uyển cô nương luôn sao? Người còn chưa quen biết người ta mà đã gọi tên như vậy, vậy có nhanh quá hay không? Nhị thúc, ta có nói vậy không? Nhị thúc làm chứng, lúc nãy đại thiếu gia đúng thật là Ôi trời ơi, gì vậy? Không được rồi, không thể nghe gì nữa, đi về thôi. Gì nữa, cái chạy lẹ hắn ta nổi điên mà, thôi đi về. Sắp đánh nhau rồi, đổ chạy lẹ đi. Đi 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 đi. Hắn ta nổi điên rồi mà. Đi. Tỷ tỷ, ở đây nguy hiểm quá, mình xuống dưới trước đi. Mau đi thôi. Tiểu Cường Tử, ngươi dẫn theo vài người chặn bọn khốn đó rồi dạy dỗ một bài học đi, để hắn không còn dám tới đây làm phiền Tiểu Quyển cô nương nữa. Nhưng mà đừng có đánh chết hắn, cũng đừng để lộ thân phận. Đại thiếu gia, bây giờ tai của Tiểu Cường Tử đã ngứa ngáy dữ lắm rồi, tôi đây phải cho bọn khốn kiếp đó biết hôm nay là ngày gì của chúng. To gan. Dị thuốc, ông thấy rồi chứ, đã nôn nóng lắm rồi. Đi đi. Dạ. Ta đã đoán ngay từ đầu, cái tên Hồng Thiện, cách xử lý công bằng của ông ta chính là như vậy đây. Ông ta sẽ ngó lơ để cho con trai của mình mặc sức quậy phá. Tiếc là ông ta gặp phải đại thiếu gia, hai cha con họ coi như xui xẻo rồi. Đi, đi coi thử. Đối phó với người ương ngạnh như Đổng Tiểu Quyển thì phải dạy dỗ như vậy là đúng, đúng rồi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Dạy, dạy thêm vài lần thì công tử có thể rước về rồi. Cái tên tiểu tử này thiệt là. Phải, tới lúc đó ta kêu cô ta làm gì đều phải nghe theo răm rắp. Ta cũng tin là không xử được cô ta đó nghe. Đúng rồi, đúng rồi. Các người là ai vậy mà dám cản đường Hồng Kỳ ta đây sao? Bọn ta từ Kinh Thành đến Giang Ninh để mà làm ăn. Hôm nay đại thiếu gia nhà ta thấy ngươi dám to gan lộng hành ở Di Thanh Viện, nên kêu bọn ta đến dạy dỗ các ngươi. À, đúng rồi, như từ mấy tên xấu của các ngươi vừa nói đó, vậy dạy dỗ vài lần thì những tên như ngươi sẽ ngoan ngoãn thôi. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà lại đòi dạy dỗ ta hay sao? Có biết ta đây là ai không vậy hả? Bọn các ngươi không biết gì gọi là đắc tội với bề trên hả? Ta không biết, ta chỉ biết là thiếu gia nhà ta đã hạ lệnh phải đánh cho ngươi quỳ xuống cầu xin, không dám tái phạm. Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Hôm nay bổn thiếu gia ta đây sẽ đánh cho mấy tên khốn từ Kinh Thành đến như các ngươi một trận tơi bời. Nào lên đi. Yeah, fuck! Yeah, fuck! Yeah, fuck!
Chị Hoàng công tử mời ngồi. À, không cần đâu, cảm ơn. Lần này hoàng công tử đến là muốn gặp Tiểu Uyển có phải không? Ừ. Cái này thì tuyệt đối không được. Hồng gia đã nói không cho phép bất cứ ai được gặp riêng cô ấy. Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của Tiểu Uyển cô nương chắc là cũng không muốn gặp bất kỳ ai. Sao bà biết là Đổng cô nương không muốn gặp ta? Trời hơn ơi, nữa, tôi... Công tử họ Hồng kia có gì mà cao quý chứ? Đại thiếu gia, người ta không chịu gặp thì thôi vậy. Khi ta ra ngoài, lão thái thái cũng dặn dò rồi, đừng ở bên ngoài dây dưa ông bướm. Ông nghiêm đi, ta tự có sắp xếp. Dạ. Ngô Mama, hôm nay bà thông cảm chút được không? Ta gặp Đổng cô nương nói vài câu sẽ đi thôi. Bà nói đi, bao nhiêu ngân lượng ta trả gấp đôi. Nói thật lòng, tâm trạng của công tử tôi cũng hiểu được. Ở thành Giang Ninh này có rất nhiều dương tôn công tử theo đuổi Tiểu Uyển, nhưng mà cô ấy không hề nể mặt, còn dám đắc tội với người ta, nơi diễn cũng bị phá. Thật ra theo tôi thấy, hoàng công tử là một người thẳng thắn, lại có tướng quý nhân, nhưng mà Đổng Tiểu Uyển này sắp trở thành con dâu của quan tri phủ ở đây rồi, cho nên chuyện này tôi không có dám xen vào. Cô Mama. Trời, Tống Thuyền đến rồi. Cô Tống Mama. Thuyền. Ngô Mama. Ủa, có khách ở đây sao? Tôi không làm phiền nữa. Vậy đi, lần này tới thăm cô Khố đặc biệt gửi đặt sẵn cho bà. Trời ơi, bà khách sáo quá tâm đi lòng bà. Được rồi, được rồi. Mong sau này bà chăm sóc tốt cho Khố Khố. Trời ơi, cậu nói cái gì? Không thành vấn đề đâu. Xin cáo từ. Được rồi, đi đường cẩn thận nha. Dì Thúc à, ông bị sao vậy? Mới nãy cổ họng có chút ngứa, sợ tôi ho sẽ làm thiếu gia giật mình. Rốt cuộc các người là ai vậy? Cả gan đánh ta, biết ta là ai không vậy hả? Ta là con trai của tri phủ Giang Ninh đó. Người nói gì vậy? Hại nè. Xin tha mạng. Ngươi thật sự là công tử của tri phủ Giang Ninh sao? Sợ rồi hả? Trễ rồi, các người đều phải chết. Đừng hòng có tên nào chạy thoát đó. Cái người ta muốn đánh chính là công tử ngươi đó. Ta nói cho người biết, nếu không phải để thiếu gia nhà ta có lệnh thì ta đã lấy mạng của người từ lâu rồi. Rốt cuộc các ngươi là ai vậy hả? Thiếu gia nhà các ngươi là ai vậy? Ta nói cho người biết, thiếu gia của nhà ta là con nhà võ, ở kinh thành có mở một võ quán. Đại thiếu gia ghét nhất là loại người ý có quyền đi ăn hiếp người khác, dặn bọn ta gặp một tên đánh một tên. Thì đây là con nhà văn võ kinh thành hả? Lợi hại, mấy người lợi hại rồi. Có còn dám đến Di Thanh Viện làm loạn không? Không dám nữa đâu. Nói cho người biết, bọn ta sở một thời gian tại thành Giang Ninh. Đại thiếu gia của bọn ta mỗi ngày đều đến Di Thanh Viện để nghe hát. Nếu để ta còn thấy người đến Di Thanh Viện, thấy một lần ta đánh một lần đó. Cút. Đi liền, mấy tên ở kinh thành đến quá là giỏi đi. Mấy cái tên không biết sợ đó, cùng tên thiếu gia kêu căng kia, nếu ta không lấy đầu bọn chúng làm đồ gác chân thì Hồng Kỳ ta không phải là con người nữa rồi. Chạy đi Hồng Gia ơi, họ sắp đuổi kịp tôi kìa. Chạy đi. Trời ơi. Công tử à, cậu thấy rồi đó, hôm nay ở viện xảy ra chuyện lớn như vậy, công tử không thể nào gặp riêng Đổng Tiểu Uyển được đâu. Thật sự rất xin lỗi, vẫn mong công tử có thể lượng thứ. Hay là như vậy, ngày mai tôi nhất định sẽ làm theo ý của cậu, để cậu và Đổng Tiểu Uyển có thể gặp riêng với nhau. Cậu thấy có được không vậy?
Ôi trời ơi, thật sự rất xin lỗi. Được, ngày mai ta nhất định sẽ đến. À, được, 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 được. Con trai, để ta xem nào, ta xem nào, A Mã xem nào. Trời ơi, đứa con trai cưng của ta, rốt cuộc là ai mà dám ra tay nặng với con như vậy hả? Bọn họ nói là con nhà văn võ ở Kinh Thành đến Văn Ninh để làm ăn. Làm ăn sao? Vậy con có nhắc tới con là con trai của quan tri phủ hay không? Ở ngoài con chưa từng nhắc tới danh tiếng của A Mã. Trời ơi, nhảm nhí. Sao lại không nhắc? Không nhắc thì sao Động Tiểu Quyện lại chạy đến chỗ ta để kiện con hả? A Mã, con thật lòng thích Động Tiểu Quyện mà, con rất muốn cưới cô ấy về nhà. Ta hỏi con, người lính con đang ở đâu? Con với thuộc hạ của con bị họ đánh đến trọng thương, không thể theo dõi được. Tên thuộc hạ của hắn nói là thiếu gia của họ ngày nào cũng sẽ đến Di Thanh Viện đó để nghe hát. Con thấy cái tên đó, con thấy cái tên thiếu gia khốn kiếp đó cũng thích Đổng Tiểu Quyển rồi. À mà cha phải làm chủ cho con, nếu không con không ngóc đầu lên ở Văn Ninh này được nữa. Được rồi, được rồi, con trai à. Dám gây chuyện với bổn quan hả? Bổn quan ta đương nhiên phải bắt người rồi. Ngày mai ta sẽ cử người của ta đi theo con. Chỉ cần bọn chúng vừa xuất hiện, ta sẽ bắt hết bọn chúng lại trả đũa cho con. Tiểu Uyển à, hai hôm nữa thôi thì Hồng công tử kia sẽ mua lại Di Thanh Viện và mua luôn cả con nữa. Con cần gì phải chống đối lại họ? Ngô Mama, con đã nói với bà lâu rồi, việc mua bán giữa hai người Tiểu Uyển không thừa nhận đâu. Con thiếu tiền của Mama chứ không có liên quan tới Hồng Kỳ. Trời ơi, Tiểu Uyển à, sao con vẫn không chịu hiểu vậy hả? Đó là công tử của tri phủ đại nhân, mình đấu không có nổi đâu. Con coi tình hình hôm nay đi, còn ai dám đến viện mình nghe hát nữa chứ. Nếu như con không chịu gật đầu đồng ý, rồi cậu ta sẽ tiếp tục dẫn người đến đây phá viện, vậy thì Mama sẽ thê thảm lắm đó. Mama chỉ nghĩ tới tổn thất của bản thân, bà không nghĩ gì cho nỗi khổ và nỗi hận của tiểu thư, còn giúp tên đáng ghét răng hiếp tiểu thư nữa. Mama, bà ác lắm đó. Im đi, bớt nói vài câu đi. Ngô Mama, vì Tiểu Uyển ảnh hưởng đến công việc làm ăn, trong lòng Tiểu Uyển cũng rất buồn. Nhưng chuyện của Hồng Kỳ không thể thương lượng, Tiểu Uyển quyết định không gật đầu đồng ý. Chuyện này không thể nào. Con... Được rồi, con có chí khí, con thanh cao. Được, vậy con chờ chết đi. Tỷ tỷ, thôi đừng giận nữa. Tỷ bị sao vậy? Trong thư Mạnh công tử đã viết những gì? Mạnh Bình Quân nói huynh ấy bị bệnh nặng, không biết có thể chữa khỏi hay không. Huynh ấy muốn gặp tỷ lần cuối cùng. Tỷ tỷ đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy hả? Mạnh công tử sắp chết rồi hay sao? Mama đừng có nói như vậy mà. À, thôi được rồi, ta xin lỗi. Mama, Tiểu Uyển muốn đi Giang Âm thăm Mạnh công tử. Con không được đi đâu hết. Hồng công tử đến đây không thấy được con thì ta biết làm sao ăn nói đây. Mama đã tới lúc nào rồi mà bà còn nhắc tới tên Hồng Kỳ đó? Trời ơi, Tiểu Uyển chắc chắn phải đi. Tiểu Uyển nhất định phải nhanh chóng gặp Mạnh công tử. Ngô Mama, lúc này rồi mà bà không cho tiểu thư đi thì bà không còn là người nữa. Chuyện tài trời như vậy, ta không cản được con, nhưng mà con phải để Thư và Khấu Khấu ở lại, đợi Hồng công tử đến ta còn biết cách ăn nói với cậu. Vậy ta không được, tôi phải đi theo tỷ tỷ để chăm sóc cho tỷ tỷ nữa. Tiểu Uyển à, con đi rồi Mama phải chịu mạo hiểm rất là lớn đó hả? Nếu như con đòi dẫn theo Khấu Khấu đi thì Mama không thả con đâu. Làm gì vậy? Muốn giữ tôi làm con tin sao? Cô nói đúng đó, cô chính là con tin. Tiểu Uyển rất là thân thiết với cô, giữ cô ở lại Di Thanh Viện, Tiểu Uyển nhất định sẽ quay trở lại thôi. Khấu Khấu, muội cứ ở lại đi,
Dù sao Di Thanh Diễn có xe ngựa, Dương sư phụ cũng quen đường, tỷ sẽ bình an trở về mà. Tỷ tỷ, Khấu Khấu muốn đi theo tỷ, Khấu Khấu còn chăm sóc tỷ nữa mà. Đừng nói nữa, tỷ phải lên đường liền đây. Mama, số tiền 5.000 lượng con gửi chỗ mama, phiền mama lấy ra 3.000 lượng cho con. Con lấy nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Muốn trốn hay sao? Khấu Khấu đang trong tay bà, sao con trốn được? Con người Tiểu Quyển mama cũng biết rồi, làm sao Tiểu Quyển trốn được chứ? Tiểu Quyển muốn lấy 3.000 lượng để giúp đỡ cho Mạnh gia, giúp Mạnh Bình Quân chữa bệnh thôi. Con có điên hay không vậy Tiểu Quyển? Sao con lại đi giúp đỡ cho họ tới 3.000 lượng lận? Con kiếm tiền đâu có dễ dàng gì. Hơn nữa, Mạnh gia đã vô tình với con như vậy rồi, con còn đi đem tiền giúp đỡ họ nữa. Nếu như muốn giúp Mạnh công tử, cứ mang theo 500 lượng là đủ rồi. Nghe lời mama đi. Tỷ tỷ, Ngô mama nói đúng đó, đối với Mạnh công tử và Mạnh gia thật sự không đáng để tỷ làm vậy. Đừng nói nữa Khấu Khấu. Mama, 5.000 lượng này là do Tiểu Quyển đã kiếm được, Tiểu Quyển bây giờ rất cần. Tiểu Quyển xin mama hãy mau lấy cho con đi. Được rồi được rồi, mama nghe theo lời con đi lấy cho con. Khấu Khấu, chuẩn bị hành trang cho tỷ đi. Dạ xin mời ghé vô tơ lụa đây à. Đây, tơ lụa kinh thành đây. Tiểu Quyển à, đi đường cẩn thận, nhanh chóng trở về nha. Dạ. Hàng có một công an nha. Đi đường cẩn thận, nhanh chóng trở về nha. Xin mời ghé vô. Trời ơi, Hồng Gia đến rồi sao? Mời ngồi, mời ngồi. Đồng Tiểu Quyển đâu? À, cô ấy đi gian âm để thăm Mạnh Bình Quân rồi, 2 ngày nữa sẽ về thôi. Nè, mời ngồi. Nhảm nhí. Bà lừa tôi hả? Tôi lừa công tử để làm cái gì? Cậu coi, thư của Mạnh Bình Quân. Công tử, mời uống trà. Cô ấy đi khi nào vậy? Cũng được 3 canh giờ rồi đó. Xe ngựa chậm, ta chỉ cần cưỡi ngựa nhanh, khoảng chừng 2 canh giờ thôi là đuổi kịp cô ấy rồi. Ê, ê, công tử à, công tử định làm gì? Nơi quan sơ thì dễ làm việc, đợi khi đuổi kịp cô ta rồi thì ta sẽ xử cô ta luôn, sau đó sẽ dẫn về nhà. Ê, ê, Hồng công tử à, cậu không thể làm như vậy được, như vậy khác nào cưỡng đoạt. Cưỡng đoạt cái gì chứ, cô ta vốn là người của ta. Công tử. Chà. 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 Ê, đại thiếu gia, Đổng Tiểu Quyển bệnh rồi, người ta không mở cửa làm ăn, mình về thôi. Bệnh rồi? Không được, ta phải vào trong xem thử cô ấy bị bệnh gì, sau đó xem thử tên Hồng Kỳ rốt cuộc có đến quấy rối hay không, rồi mới yên tâm. Chưa. 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 Dì Thúc, có gì nói mau đi. Hoàng công tử, Đổng Tiểu Quyển gặp nạn rồi. Tôi thật sự không ngờ cái tên Hồng Kỳ công tử đó đúng là bất lương. Hắn dám đuổi theo Đổng Tiểu Quyển, còn muốn nhân cơ hội giở trò với Đổng Tiểu Quyển nữa chứ. Là giở trò gì vậy? Hoàng công tử đã đi khắp giang hồ làm ăn mà không hiểu điều này hay sao? Đó chính là đàn ông khiến phụ nữ bị. Hey, đừng nói nữa.